Cái này tán nó tròn nè, thân một cốt mà gốc lâu nè. Hello mọi người, mọi người ơi, cái cây này mới bứng từ vườn vô nè, cái gốc khá là lâu rồi và cái tán nhà vườn sửa tỉa lại cũng rất là đẹp. Đây là những cây gốc lâu năm nha mọi người. Đó. Ai có nhu cầu chơi thì hãy comment bên dưới và em sẽ liên hệ lại để cho mọi người có được những gốc bông trang đẹp để chơi Tết. Cái gốc bên đây thì nó chưa có to bằng cái gốc bên đây. Mọi người xem, để mình lùi lại cho mọi người xem cái gốc bên này. Cái tán tròn rất là đẹp. Mình nhìn là có duy nhất cái gốc này, cái thân một cốt tán tròn lâu năm đẹp nhất trong những hàng này. Đó, mọi người xem. Có phải cái góc này là nó đẹp nhất? Đây là những cây trang thái lá nhỏ bình thường. Những cây này mà bán là nhiêu cây cô? Gốc này đẹp dễ sợ. Không, mấy gốc thì tùy theo gốc à. Như cái gốc bự này là cô bán ra nhiều. Đó, bự này nè. Gốc gốc này bự lâu rồi nè. Vì người ta chỉ cần thấy cái tàn xong rồi cái chân lên đẹp. Tết nở chỗ nó gộ lên để cái tán nó tròn nữa nè. Cây đó bán có giá. Được phía trong đây dạng mấy cái này là trồng hàng rào. Trồng hàng rào trong đây một cốt đây. Đó. Rất là nhiều. Mấy cái này là trang trang thái lá nhỏ bình thường thôi nè. Cái này dạ trang đỏ lá nhỏ bình thường. Nó có trơn ở trong đây cũng có một phần.